năm củ thì không biết, không biết là độ được cái gì, nhưng mà năm củ mà anh em xe mà chưa có màn hình Android hoặc Android Box là anh em phải chơi ngay cái màn hình Android nhá. Đấy, năm củ loanh quanh năm củ thôi mà đầy đủ đấy, bản đồ Google Map nhá, như không cần phải cầm điện thoại nữa. Với thứ hai là có cái bản đồ về Map S2 này, đi có hỗ trợ cảnh báo giao thông, không lo là đi quá tốc độ, với lại phạt nguội đấy. Hay hay cái này là anh em nào mà đi tỉnh nhá, chơi ngay con bản đồ này. Đấy, Việt Map thì bản đồ thì nó là đỉnh cao rồi, không phải suy nghĩ. Đây bản đồ Việt Map S2 đó. Còn ngoài ra thì anh em còn thêm tính năng giải trí. Đấy, xem YouTube không quảng cáo này. Đó, xem YouTube này, YouTube thường này. Đấy, đầy đủ hết. Một cái hay nữa đó là cái bộ camera. À đây em đang ngắt wifi. Bộ camera tích hợp luôn màn nhé. Bộ camera tích hợp luôn vào màn này. À, ADVR này. Anh em có thể xem lại tất cả cái hành trình mà khi mà em di chuyển nhé. Đây nó sẽ có thời gian ngày giờ ở đây hết. Đấy, em nhìn thấy chưa? Nên là anh em có cái này đi rồi rất là yên tâm, rất là hay. Đấy, anh em nào đã sử dụng xe ô tô chưa thay màn hình Android thì tham khảo nghiên cứu chơi ngay những cái bộ như thế này anh em nhá.